Ở tôn sư nay đợi lệnh từ bi diễn giáo, khoa thay thuyền Phật tổ đời đường xưa, quốc sự gian khổ nước từ bi tam muội giải oan, nay hồn về giáng ưng linh phan, còn ngày oan nghiệp mỗi tay chữa sạch thành anh nghe nay con cháu nghe lập đàn thỉnh Phật tắm cho hồn sạch nhà sẽ trước sau rửa cho sạch bụi trần trần. Ôi nghe nhớ tiếc xưa quốc sư ngộ đạt đi cũng bởi chứng quan nghiệp mười đời giọt nước này tưới khơi mười phương cho hồn được tiêu giao tình cải cũng được mong trái hoan rũ sạch trái chủ này phổ độ nập đàn kiên thương nghe thầy đức hạnh thiên trái rước hồn lên thượng phẩm kim đài cho con cháu ngàn lời phúc phúc nguyện lễ chưa dĩ nghe Phật dẫn thần thông lực nghề gia trì hội thủy đắc đắc thanh đường đường quán sai linh hồn mộc dục linh hồn trừ cấu quê linh thanh anh nguyện bạch bạch hào quang giá trị thanh thủy đắc thanh nương mộc phục linh hồn trừ cựu yếm yếm linh nhà thanh thánh nguyệt bạch hào quang thì quan sai thanh hương yên lậu đỉnh lệ tam bảo nguyện chư bà di thần đã thất được xa chỉ hương thủy đắc thanh hương mộc dục linh hồn trừ nghiệp chướng linh chiêm công đức đức vãng tây vương thương
trông đến chị thấy bàn thờ đây mã này hồn dễ hay mày ơi à. Áo này hồn dễ ai mày rực lên lắm phúc đôi tay thẹn toàn trông nên thấy áo càng thương ý à. Trông nên thấy áo càng thương ý mà sao chẳng mặc nghề hãy còn đi tiên vun trong công đức tựa tinh thần
thật đà vang 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 an thu nhớ nhớ ẩm thủy nguyện xưa nghe. Phật Phật
Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn
lang đủ trì mảnh áo miếng yên dày dỗ khuyên răn đủ điều bao nhiều lúc hiệp nghèo lâm lại đi về dãi năm dầm mờ sương nghe tìm thầy cứu trợ tìm phương hộ trì chào chào nghe cha mẹ nghèo hèn cũng chỉ vì con cái nuôi chúng con đều trai gái như nhau hoàn toàn từ trước tới sau cả khuôn gia thất rể dâu vuông cho nề ngày hôm nay tuần đàn lâm ma phổ độ độ tiên nghe phá ngục ngũ phương khai vương phá ngục giải nghe kết nêm cắt đoạn này giải tiền hoạn nghiệp trưởng nghe chúng con nghĩ sống sao thác vậy sắm lễ thường một bữa cơm chay gọi là chút chút tâm thành kính mời tiên tổ họ hàng đều về chốn linh nghe ngôi tam bảo nghề linh tự đường hiến được cơm canh lễ mặt lễ chay phù trì cho chúng con trên trần thế gia đình được khang cường nam mô diệu sinh thịnh nghệ độ và thưa đồng gia hiếu chủ đàn đệ phát tấu thông hành quan điểm thỉnh ngũ vị sứ giả cung thỉnh Phật pháp triệu ninh tắm vong cấp phó minh nghi tài mã và chúc thực tổ tiên của buổi sáng hôm nay được hoàn tất. Vậy xin kính mời đại đức thiền sư, kính mời pháp sư các đạo tràng công văn cùng đồng gia hiếu chủ nghỉ của buổi trưa thủ lộc và đúng 1:30 chuẩn bị bảo đảm phá ngục cùng ngũ vị phá ngục ngũ phương và tụng kinh cầu siêu cho vong linh tiên tổ và tụng kinh dược sư để cầu trường thọ giải trừ bệnh tật cho con cháu, cầu mẹ khỏe bình an và cầu cho vong linh được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chiều nhà đường vừa năm tinh quan vua thỉnh thầy sang nước tam tạng linh kinh. Vâng vâng lời phụng mệnh thi anh nào thầy nào tử nhập trình ra đi. Ông ba giới xa tăng đi trước mở đường ra nhẹ bước như không. Sao nghe sao quan đại thành bạch long đằng vân vân ra vũ như không ông tưng tưng thì sáng tới nước lưu ni Phật quốc vào tâu quỳ định được kinh ra. Ngày biết bao hiểm trở ngân hà biết bao quỷ quái yêu ma đón đường thầy cũng tớ dâm trường non nước lĩnh kinh về cứu được oan khiên. Ngày nay hương phó tùy duyên tụng kinh nghiêng sách theo quyền điện nghị dương cũng được kỳ dĩ thọ khảo ấm cũng nhờ hồn phách được siêu thắng. Bạn này làm lễ thi hành lập là báo hiếu gì bằng tụng kinh thời phải tin kinh Phật ban cho phu quý hiển vinh thọ trường
Đạo tất thông cầu chi tất ứng lễ chủ dâng bâm kinh lên tái lễ ba lễ à. Vô thượng thần thâm vị diệu quang bách biến vạn kiếp năm tao hộ ngạ kim ma kiến văn đắc thụ trì nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát. A Di Đà Phật. Nhớ thân đình lễ A Di Đà Phật.
quy mẹ kim cương kết giới chúa. A mật ni đế đại minh vương, bất vi bản thể hộ đàn tràng, bình xích yêu ma vô chướng ngại. Lẽ nghe lẽ trời đất âm dương là số vận tuần hoàn, kiên cổ xem thánh hiền là đấng tôn nghiêm, vào ra chữ có coi xem là thượng. Đan trang ấy mới mở trên gõ đời phát sự khuyên can, dù ai tới chốn đàn tràng ngửa trong Phật thanh tòa và huy nga. Tiếng nghe tia chói chói sao sao rực rỡ vẻ rồng bay phượng mùa huy nga. Chẳng phán tiếp phúc hà xa ai mà cũng kính ắt là phúc thêm mà. Nếu ngược lại coi xem phỉ bán lại là xa điều khinh mạng tôn nhang, luật trời tội phạm ăn chẳng kịp rõ ràng không sai. Tả bảng giám sát đôi ngày chứng minh công đức những lời tấu dốc vận trời. Vận trời mùa hạ năm quý mão tháng sáu ngày 16 giờ lành tháng tốt đương đang pháp sự nghề đại đức tôn ông ma nghề tấu lên bảng này. Khải kiết minh dương thủy nùng cháy đàn đạo Phật thánh tựa mây che phủ mở pháp đàn cứu độ dân ta. Trong nên Phật mưa trên tòa độ nhận vô được gần xa hướng nhờ. Đàn người đang trăm này tùy phước khai giảng phép trai đàn. Có bảng đôi bên các ngài ngồi ngự tòa xem xét xem bốn cõi cùng bên ba đường. Bốn phương trời phó cho thiên tướng hộ đàn tràng sâu trước như tướng hộ trì thanh văn bồ tát thực thủy trang nghiêm. Trên trên triều thiên đường bay chín vẻ các mỗi tòa hoa tuệ bình châm Phật trời giải phúc trùng chủ lâm bao nhiêu ma quỷ kiềm kiềm sấm sấm cõi ngoài nay nhà. Tín chỉ thị hồ họ và lê con dốc một lòng tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm các ngôi hữu bảng chứng tình chứng minh tha thiết những lời tấu dâng vận trời mùa hạ năm quý mão tháng tháng sáu ngày 16 giờ này tháng tốt đương đã pháp sự thần đệ tử đại đức tôn đông tấu lên bảng này. Khải kiến minh dương thủy nục nghĩ trai đàn đề đạo tràng vẫn nay tập mà. Hạ
đạt là khuất di liễu liễu động triệt sơn là lượng lượng kinh nhà sao thế giới. Cùng ra chư phương cấm mơ kỵ nữ kỳ thừa sư nóng thân thân thổ địa nhân vô bãi hữu thân yếu an huy chi được nghề các nghề các sắc nghề hoan nị cộng chứng viên binh nghiêm chính trị quan trường thừa phật phật lực nhớ lại giáo hoàng quý thổ địa long thần chân ngôn cẩn đương trì tùng tình nhớ sân xuyên chư linh quá tự gian thổ địa ân tối lỗi thần thần tài văn tuyên diễn diệu chân chân ngôn đi các chân chân phương mùng sinh hoan nhị bằng pháp quy hoàn giải bản đàn nhất trí tài chuyên tập phương câu khiết ngã phật phật giáo tạng trung nga phật giáo tạng trung yêu sái tịnh đàn chẳng đà na ni chân chôn cất cưỡng trì tổ pha thính nga pháp chủ huân văn đại đức tôn ông gia trì khai hoa kết ấn điểm tịnh chân ngôn Yeah.
Chúc chương
hoàng đế nghe hàm su điệu thần thần môn nghe kia vui nghe quái quá địa nghe ngũ ngũ khí thiên nghe quân quân nghe hiệu vi nghe thổ đức chi thần quyền trần trần trúc ương chi chủ qua duyên nguyện nhất phượng linh đi mà vạn đi lý động mà khai trần giáng linh bản đàn đồ tư công cư tiên chỉ trai tới như báo ân phụ mẫu phi ca sa chỉ tích trưởng diêm vương văn hiệp trưởng hàng tâm viên đỉnh tướng quải phương bào ngục tôn kiên như đế đầu cùng thủ cùng duy đại bi đại nguyện tại thánh tại tử ma mục hiền liên tôn giả liên tòa hạ duy bất vi bản thệ phủ vận thần thông giang phó bản đàn thùng thư cũng giảng nhang hoa ở tay nghe 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 thái vận trần đường chi tâm còn bái tịnh thì nam mô từ tâm hoàng đại hoàng thệ vô biên xả huyệt thất ly đồ liễu vọng và duyên đầu giác hoa nhi tạo mông thủ ký thủ quê chúng nghe tích ký trưởng trần ra xa hoa địa địa ngục chúng môn khai chuộc thuộc minh châu châu hóa chưa chiến được chư lộ thầu chúng sinh độ tàn phương chân bồ đề địa ngục vị không thệ bất thành phạt thù ân thâm ư phụ mộng thí quảng lợi quần quần sinh cung mơ cung duy đại bi đại nguyện đại thánh đại từ u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát hồng điên tọa dự nguyện đêm bất vi bản thể vụ vận thần thông quang giám bản đàn chứng minh công đức nhà mơ
thương thương đồng đồng thịnh hưởng nghe hiếu chủ thành tâm dân ra biểu sớ văn tâm thanh nghi kỳ đạo khởi thu thúc hiện liệu ngự chủ tôn diện như mãn nguyệt bạch hào quang giảm sạt thứ thời điểm nào kim ma kim thời kim ma thời khai thị điệu ở điểm tuyệt đường ngạnh đối quang cung di từ thầy thị đường tuyên đồng mà toàn hộ như lai thần tuân công thế ca như lai giáo đệ tử thần lãnh hoàng thể khổng thủ khâu thủ bách bái đại vì cần từ tuyên bạch thương ngôn ý kiến minh dương thủy nùng trái đàn kim cứ nghe việt nam quốc xin tấu về tín chủ cư tại địa chỉ số thứ nhất là thôn Phú Lộc xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên. Xin tấu về tín chủ về cư tại địa chỉ thứ hai là thôn Đông Lộc xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên. Xin tấu về tín chủ hiện là đang cư tại địa chỉ thứ ba là số 13782 đường Phai Chít, thành phố Westminster thuộc nghe California, số 92683 căn số 4 quốc gia Hoa Kỳ. Xin tấu về tín chủ cư tại nghe địa chỉ thứ 4 là số 1586 đường I Chít, thành phố Brody, California thuộc 42227 căn số 3308 quốc gia Hoa Kỳ. Xin tấu về tín chủ cư tại nghe địa chỉ thứ 5 tổ 7 ấp Long Phú xã Kim Tân Kim huyện Cần Giuộc tỉnh Long An nghệ Vu Linh nghe bản bà tự kiến trung xứ cư thuận hùng Phật cùng quá rạng hạ hạ thiên nghe tuần lâm phổ độ tổ tiên yên ngay dự tiếp vong ninh nghe cung ninh nghe tổ sư thỉnh nghe Phật nghe phát tấu tấu thành quan điểm thỉnh nghe Phật tiên kinh cầu tiến độ vong triệu đinh cấp ba nghe mã khai phương phá mục phổ độ tổ tiên kiền sám sinh nhân hậu sám tiên tổ nghe thức nghe chúc thượng tổ tiên ni cung nghe tiền nghe chúc qua thượng tổ tiên ni phóng sinh tu phúc thí thượng cô hồn nguyện cầu âm siêu dương khánh quân lợi sự kim thần đường thượng thọ nghề lễ tộc đường thượng họ nguyễn họ hình tộc đường thượng ngươi đường này là đường thứ nhất nay trai chủ quả ân đã quy đầu phật pháp lập lập đàn trang bảo đáp cao xa nghe cảm thương cha mẹ sinh la chặt lòng nhớ đến tổ tiên ông bà công đức dục mà cao sâu chi chữ đức phù đã biết thuộc nào vui kiểu huyền thất tổ đời đời đoái thức lục lục đạo cùng người từ từ sinh sinh ra toàn bộ như lai di giáo đệ tử và thần thể thủ đôn thủ bạch bái thượng ngôn thần văn thanh đức uy nghi liệt vị tây thiên chi thần quang hách thanh
thạch giáng lâm mà bác phụ chỉ trung vô cứu quân sinh tiệm tiêu tôi cứu cùng ghi phật tổ giác hoa đinh thư tài vương như lai đại thanh cứu bát minh đồ địa tạng vương bồ tát đại thanh mục kiền liên tôn giả chi tôn chi đại vô khổ vô kim thần lực nan danh nhân nhân thiên chiêm gương thân châu động ảnh chiếu khai ngục hộ dĩ quang minh tích chuộng tùy thân sao chân là phong đô nhi tội pháp phạm thân là cẩn thỉnh hướng bạch tôn sư kim phụng vị tín chủ hợp đồng gia chư nhân quyến đẳng cầu tiến nỗi đường thiên tổ ngoại đường thiên tổ nhà thiên đẳng chư vị chân linh cẩn an cẩn an lương vũ chi quang y kiến lập cửu chi địa ngục tương hành khai giải bất cảm tự chuyên thiết na lữ minh đổ ám địa ngục tân toan ngưỡng vọng tôn sư tư thân thế chuẩn tức ngã sử đao sơn tội chết địa ngục băng tiêu kiếm thụ tôi khuynh hỏa xa tức dẹp hoạch thang khô kiệt lư thán đa đình khôi trường giảng quang minh hàn băng ha loan phục thứ sự tam đồ bại đối lục đạo mông hân tu hồn vô chi a khô ngáo chi a ưu phong giả hữu diệu hoa thăng chi lộ thần mạo can phật từ tồn vong quân lợi thần hạ tỉnh vô nhâm chiêm vọng từ quang chi chi cần bạch nhà nam mô a di đà phật 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 đông phương thanh nhi dẫn hồn đồng tử lang bất xả uy quang giáng đạo tràng tiếp dẫn vong linh sinh tịnh độ linh chiêm công đức xuất u minh than ơi nay trái chủ quy đầu Phật pháp đập đàn tràng bao đáp cao xa cảm ơn cha mẹ sinh ra trạch nồng nhớ đến tổ tiên nhà mà thương ý à. Than ơi công cúc dùng cao sâu chín chữ đức thù lao biết thủa nào vui kỳ huyền thất tổ đời đời đoái thượng lục đạo cùng người từ từ sinh ý thát nơi hay đời trước bởi tình sinh sinh ác nghiệp đến bây giờ con cháu phải chịu nhiều quả oan khiến để không nhờ Phật lực vô biên bao giờ thoát ngục mà lên thiên được ngày Đức Phật mục niên tạng vương Bồ Tát cứu mẹ ngài thoát khỏi oan gia bỗng không ai dám đặt ra mượn gương đời trước để mà độ thân ni thâu đến thiên na đinh nói như ông đã chuyển thành không những độ thân ta khoái lạc gồm trẻ già đều hòa may phương tiện pháp môn dạy ra mà cứu những hồn hoàn ra nam mô a di đà phật huyền nghệ minh nghệ cai nga danh nhân lục ma thu mục ấy thần sở
Phải chịu trái vòng trầm luân ấy à. Vợ con thì chẳng thấy tới gần nức đỡ, chỉ thấy loài quỷ quái khi lăng ăn ăn mình lại than rằng bởi ta bà phúc nghi trước thì biết biết bao khổ ái vạn trùng ba cấp cấp mơ niệm A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Kim Tăng
phương địa ngục nhằm quy thi thần thức chi linh tinh. Hiện tại nhĩ căn năng thính thanh trần phân biệt âm thanh thị vi minh ô nhĩ thức tham mái nhĩ tam ác nghiệp toại kết thành hối hà gia huy đông thủy hàn băng đăng chư hình một tư đương nội phá nhĩ căn ngoại đoạn thanh trần trung chuyển nhị thức vi diệu văn nhị thức văn nhị vô văn địa ngục bắt phá từ hoài ngã kim khâm mạnh như lai sắc mạnh toa phá thiết thi ngục chủ thông chi thư sư linh hồn tỉnh ngộ bất luận luận kinh trọng tất xả từ chi địa ngục hoa tác liên trì khổ cụ biên đi lạc khí ngưỡng bằng đại chúng tề xứng hồng danh giao phá địa ngục chân môn cắn đương trì tùng pháp chủ khai hoa kết ân phá địa ngục chân môn phá địa ngục chân môn thank you.
đơn chứng tư con người nghề con người tạo nhân sinh hữu hoạn ở trên đời thấp thoáng bóng đèn như chớp sáng như phù su vô thường định liệu biết biết đâu mà bàn na dẫu trước tước dầu sáng chẳng biết tình ra mới biết bần nhân trước không tích đức tu nhân ngày nay phải chịu trầm luân ngục hình. Đường trường ấy thở than không đổi biết biết nhường mà bao tội nghiệp mệnh mà lòng sợ chẳng chịu thua nữa thì sao thoát khỏi cãi đường mà bé tất tất kiếm ta tăng tay hướng địa bầu canh thân kim thế thức chi tàng phái hiện tại tuy khăn năng thư hương trần phân đẹp thương hoa hương hữu tỷ thương tham mái như ta ác nghiệp toại kết thanh thiết thăng thiết tỏa thiết xả thiết loạn đăng chữ hình ngộ tư đương nội phá tuy khăn ngoại đoạn hương trần trung chuyển tùy thức nga vi diệu huân tự nhiên địa ngục tự phá tự hoại ngã kim không phùng như lai sắc mệnh tuệ phá thiết vi tiên lệnh ngục chúa thông trì thư sử vong linh tỉnh ngộ bất luận khinh trọng tất xả trừ chi địa ngục hóa tác điên trì khổ cụ biến vi lạc khí ngưỡng bằng đại chúng tề sướng hồng danh gieo hữu phá địa ngục chân ngôn cẩn đương trì tụng. Chỉ vì tham khoái lạc xiết bao câu tài câu lợi biết bao tạo vườn tạo đất để vào cho cháu con tịch tình nghe tích tội báo như cồn như bể như tài.
nơi tầm ngã ví người đời cũng thế chắc. Vì xưa lâm kẻ ác nhân bao giờ thoát khỏi trầm luận hoa mây. Nhờ đức hồng ân thủy từ dục nguyện luân hồi khổ cấp cấp niệm A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tứ đường nội pha thiệt căn ngoại đoạn vị trần trung chuyển thiệt thức hình vi diệu ngôn địa ngục qua nhất tề phá nếu. Tiếp dẫn phong linh sinh tình độ linh chiếm công đức vạn Tây Phương. Phong linh xa kiến tiền tổ mục này là một cuối cùng và tiếp tổ số sinh tử tự trời đã định nhờ phận giàu sang thực mệnh trời cho vĩ trời chẳng vững tay cho chỉ tham danh lợi bò bò làm giàu vĩ chỉ nọ cũng hầu khánh tương trước mắt kia sung sướng giàu sang chứa tràn cho báu bạc vàng dập dìu xe ngựa ngành ngang vong dù than nuôi vào ai biết biến như trò mày đời nào ai nhưng đội phé hùng và đều là không sẽ tự tâm không danh nghe
địa ngục chân ngô. Phá địa ngục chân ngô. Bất xá từ bi độ vong linh thủ trì hoàng điện hoa không chung mong lai nghịch vong linh thừa Phật được tốc thoát liều bình trường chung ước hoàng điện hoa thế giới chung kiến Phật văn kinh à. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hải hà thiên sinh năng khổ hải vạn trùng ba. Dục nguyện luân hồi khổ cấp cấp niệm Phật A Di Đà. Thánh âm đại chúng hạ tuyển này. Phật sắc thông truyền nghĩa vô
A Di Đà Phật đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đồng niệm Nam Mô này trai chủ quý đầu Phật pháp ma nập đàn tràng bảo đáp cao xa cảm ơn cha mẹ sinh ra trách nồng nhớ đến tổ tiên nhà mà thương A Di Đà Phật đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Công cúc dục cao sâu chín chữ đức cụ nào biết thùa nào nguy cứu huyền thất tổ đời đời đoái thương đục đạo cùng người tư sinh A Di Đà Phật đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thượng này thiên lâm đàn trạng thịnh vật nề tiên đa kinh cầu thủ độ vong sám hối hóa quân phổ độ tổ tiên thiền sám sinh ấn độ sám tiên tổ quỳ phá mục ngũ vương giải tiền hoan nhờ mà trường ngày nay là tư tàn tỉnh hạnh trà kẹt phong lan vô ốc phúc níu tín chủ thủ thủ phụ vương ngày các dưỡng thiên đu vạn vạn thuế sở yếu tài mạnh ma kim ngân sở trạng vừa đựa trần gian dục bằng phó nô thiêu hóa thịnh pháp du chân tân tỉnh thập đồng gia yếu chủ cúi đầu tạ lễ và thánh tạ điện quốc cung tứ